kìa, nó nói gì kìa? Đi Vũng Tàu kiếm đường kiếm Vi Anh là sao? À, bạn gái mà ở Vũng Tàu mà đúng không? Đúng rồi. Trời ơi. Em hết chơi gì em chi nghe. Má tính gần đơ, nó quen người yêu khắp con mạng đó, cái đất nước Việt Nam này rồi. Em chi nghe nha. Được. Nó quen một bé ở đâu ở ngoài mà Lạng Sơn á. Lạng Sơn. Sao thì giới chứ. Của Trung Quốc với Việt Nam là cái gì quên rồi ta? Sao thì chứ. Lạng Sơn đúng không? Sao ông ơi. Móng cái. Móng cái nữa. Em biết móng cái bữa gốc kinh đó. Xong rồi đợt nó quen một con bé dưới Cà Mau á. Trời ơi là trời, nó đang tính. Sao kìa. Okay. Nó đang tính bộ sưu tập người yêu là nguyên cái đất nước Việt Nam hay sao ta ơi. Sao ông ơi. Nói chết đơ. Bé Calista Việt Nam ở đây. Oh, nhìn nó nà, ghê chưa? Ghê chưa? À. À. Ôi. Ôi, ôi nè, gõ lên chạy nè, đó, ghê chưa? Ghê chưa? Đây nè. Má, đéo tin được. Ghê chưa? Hả? Nãy anh làm gì anh nghe lên lâu vậy? Hả? Anh đứng anh lựa đồ. Mình làm sao để giai đoạn cấp 2 ổn lại em á? Vậy làm gì giờ? Cứ đánh đi, nó đụng mày mày kêu anh. Nên anh từ buồn vậy. Má bó tao thu đen này mà binh gì nữa. Đó. Nhỏ gấu. Ôi mất tròn quá à. Em về em hạt mà mới quýnh gì chết em rồi. Tương bói nữa nha. Good boy. Nè, AD nó hoa đó là lát lên quýnh anh mạnh vỏ. Anh vỏ gấu vỏ rùa nữa nên đéo chết đó. Sao? Nó hấp bèn hết rồi mất, bình tĩnh đi đó. Ok. Nắm được nha. Ơi nè, em thấy vỏ bội cho em riêng, xe luôn mất rồi. Nè, vỏ hoặc vỏ gấu nè kia chị ạ. Nhảy ra chúng tôi nè, đập cái bụng bà luôn, đập luôn đó, thử không? À, gió hổ, ư, ừ. Đó, ghê chưa, Đó. Sao chịu nổi nó cái mấy cái vỏ con này. Tết truyền lâu quá rồi mà. Em muốn nghe game đồ không anh? Em muốn nghe giống anh chưa? Mà quan trọng là mày phải làm được như anh kìa. Mày phải muốn vỏ được như anh kìa. Nè, vỏ gấu đó, đó. Ghê không? Vỏ rùa nè, đó. Hết mình nè. Hết mình ăn kìa. Trời ơi, đây nè bạn ơi. Ồ, cầm cái chuẩn xác nữa là đỉnh nè anh, cầm cái này phới quá, cầm chuẩn xác nữa là đỉnh. Bạn lo quá. Điên hả mày? Anh lấy cái này, anh lấy cái chạy lẹ để anh vỏ gấu mà. Ui, vậy mà nãy anh cầm cái tấm biến mà thật là đỉnh lắm anh mất ơi. Mới chừng này nãy cầm tấm biến mà thật là đỉnh lắm rồi. Đấy dần năng. Thôi, bớt giùm tao cái. Tao nhớ là cái thằng ý kiến cái con ghê nó tông giày khai sáng của tao là nó xuống từ VCSD luôn rồi đó. Ê, mất, lên nhà. Em mất, em nè. Đâu xuất hiện? Nó bị chết mọi em luôn. Ghê nhảy ra, ghê mà ngon mà nhảy ra. Ghê mà nhảy ra. Nhảy ra với tao nè, đấm luôn nè, vỏ hổ. Ơ, vỏ gấu. Vỏ đồ. Ơi cho anh hồi máu với chó. Em cũng hồi máu mà. Vỏ gấu. Đấm mấy chết luôn. Em muốn game đủ quá ta. Ghê không? Thôi còn một cái con này con bài bí mật của em mùa sau rồi. Có được bắt. Ê mất em lên cái mắt cái anh em mình làm cái nữa nha. Thôi. Đó anh tin em. Được. Thằng top có tay le không? Top có tay le không? Đồ đại kinh nguyên. Thằng ngu kia ơi. Mất này sao? Thôi nè nó canh tay le nè, đứng tay le nè thấy không? Ok. Cho mọi người nha. Ê cái này nhưng mà nó láo quá mình chơi lại nha anh. No. No mana. Được, em hết tin mana, em. Lomana. Đây. Ok, fighting. Ok, quanh đây. Ơi, mất thằng này. Ê, vỏ gấu.
kia nhảy ra. Nè, vỏ đồ anh kia nha. Ôi má, nói thế không? Vi tiếng mạnh như vậy. Tao nói rồi, không nghe. Em vi tiếng mạnh như vậy. Đồ ba đã về là ngon rồi. Nó mạnh quá má thôi. Quá. Thôi 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 em gả đôi. Nó mạnh vãi tè. Con bài bí mật của em mùa sau rồi. Đỏ gấu. Ôi, cái này trước, cái này trước. Mới thôi, mới thôi. Ok, ok. Ai, quá vàng, quá vàng, quá vàng, quá vàng. Quá vàng, quá vàng, quá vàng, quá vàng, quá vàng. Ôi. Đỏ gấu. Tức thơ, xét tường, xét tường. Xét tường luôn, xét tường. Xét tường luôn. Thôi, thôi, thôi. Ôi, mất. Thì vậy, chạy vậy, mất ơi. Cứu về. Em nói. Mất ơi. Vỏ gùa nè, đó, thấy mạnh không? Thấy mạnh không? Ê, nè, vô, 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 nè, 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 nè. Nè, mất, đi, vô, vô, nè, tăng nhanh, tăng nhanh. Nè, nè, điên nè, điên, điên với tao nè, tao vỏ gùa nè. Thôi, lùi em, lùi cái từ từ, kiếp, 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 vỏ gấu, vỏ gấu, vỏ gấu, gấu chạy, gấu chạy. Người sao sao? Không xong rồi, để vô thôi. Ừ. Thằng chó, anh kêu về đi. Hai lần rồi. Làm sao? Đừng có mạng em hết, đừng có mạng mà. Mày làm hồi tôi lên tâm hợp luôn bây giờ đó. Ờ em hết, nè nè nè. Nè, anh đi tới 5 là anh chạy ra nha. Đi tiếp tới 5, 1, 2, 3, đó, kê 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 kê. Vỏ gấu. Mọi người gắn mắt lên. Mọi người đó. Mất. Buồn xa chứ gì nữa. Ồ, tăng trù với mày đâu mày hỏi gì vậy anh mất. Má à, cái xuất hiện của nó nè. Con bài bí mật của em mùa sau rồi. Rồi. Bữa nó ghép lên rồi. Đấy. Ờ, từ từ thôi, chậm lại. Ê, ơi, ơi. Ồ, con vỏ gấu, vỏ chạy đi, mới chạy đi, mang cho em, chạy đi, mới chạy. Vỏ gấu, vỏ gấu, đập vô cái đầu mày, chạy đó, chạy đó, đập đầu đứa rồi đó. À, không sao, không sao, không sao, không sao. Ông chơi gì, không báo gì vậy. Là tức là bây giờ anh lên lương hương là mày sẽ có lương hương đúng không? Chính xác. Nhưng mà, rồi tao nói tao lên thôi nha, không có đập đầu mày đó. Chứ em giỡn như mết ghê vậy. Em lên rồi, muốn nuôi ghép em lên mà. Chứ tao thấy là cái đúc tao đéo liên quan gì á. Ờ, tranh xe, tranh xe quỷ. Ủa, nên vỏ gấu lao tới nè. Kẹp, 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 con kẹp chứ kẹp. Kẹp, kẹp. Hồi nãy giờ anh còn chưa xài được vỏ phương hoàng nữa đó. À, không, cần đừng cái đó là cái đó phơi đó. Đó chỉ liền ghép thôi. Ê, này, này, này. Chơi mất chạy vậy. Chơi gì đó vậy? Ủa gì vậy? Chơi không chơi đi. Quá hên là con gấu của anh nó sợ hãi. Mày thấy cái pha đó anh e lên con gấu của anh nó hoảng sợ luôn. Ơi sao tự nhiên mình yếu xìu người ta đấy, xanh lẹ anh, bỏ anh. Bỏ đi làm người. Ờ nó không thấy, nó không thấy, nó chưa thấy dừng, nhưng chưa thấy dừng, chưa thấy dừng, chưa thấy. Thế rồi, nó sẽ rồi, nó rồi mày rồi. Anh em chết nha. Đi, anh bảo vệ em rồi, anh bảo vệ em rồi, không chết được. Ai cho mày chết. Đồ gió hổ đó, ghê chưa. Anh gió hổ nó liền chứ. Nó biết được rồi, anh bắt rồi. Đây nó, đây nó, đây nó, đây nó. Tao bay mà đến đó. Ủa, sao giết nổi thằng Aden nó. Sao vậy? Sao giết nổi? Này, này, này nó mà. Hay ta. À, mấy pha đầu nó khôn lên rồi, nó khôn lên. Mấy pha đầu mình giết á. Ừ, nó sợ cái vỏ hổ quá mà. Á, pha đầu nó nhảy ra làm cái dài đường quyền đó, chết queo luôn. Sợ rồi. À, đi, đi chung đi mọi người. 80 lên 16 luôn, nếu tin được. Con bài bí mật của em mùa sau rồi. À, pha này Baron ngon hơn á. Trời ơi, 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 vô coi, vô coi, vô. À, vỏ hổ, vỏ gấu nè. Đó, vỏ rùa nè, vỏ gấu nè. Baron nè, Baron nè. Đó, chuyển biến nè, thấy không? Rùa nè. Thôi em luôn, mất rồi, em luôn. Để cái em Glass nha. Nó heo em nha. Okay, có chiêu miệng, okay, có chiêu miệng không? Có thông tin. Ok, nó tới là nè 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 tới đây này. Ê, cái này mất. Sẵn sàng lắm luôn rồi đó. Rất sẵn sàng lắm luôn rồi đó. Nè 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 nè. Em
giết nó xong mình chết luôn, anh chết luôn. Ok. Nice. Mày ghê không? Ghê quá tao. Giỡn quá à, giỡn hổ mà đi. Giỡn hổ mà đi. Không ghê được. Nice. Được. Có hết vàng hà luôn rồi, hết vàng hà. Tìm. Không có nhiều. Ok. We'll be right back.